Hello, xin chào các bạn đã quay trở lại với HHTQ Thắng Channel. Hôm nay mình sẽ review đấu phá thương khung phần 6 tập 244. Ở cuối tập trước, sau khi Thiên Tàng Vương tiền bối đều đã biết, tam thần quân trên mặt đều xuất hiện kinh nghi chi sắc, cũng liền Thiên Tàng Vương không chỉ có nhận được Tiêu Viêm. Còn biết Tiêu Viêm là cổ thần điện thứ 9 vị đệ tử, mà cổ thần điện cùng minh giới tam thần quân cũng không biết được giữa hai bên có liên quan. Thiên Tàng Vương nhẹ nhàng cười, không nói gì, bất quá tình huống cũng là rõ ràng, quá nhiều dò hỏi chỉ biết có vẻ ngu muội. Tam thần quân nhìn xa phương xa, bọn họ đồng dạng cũng nhận không ra sửa lại bộ dáng Tiêu Viêm. Bất quá Tiêu Viêm trên người có cổ thần điện lệnh bài, cho nên tam thần quân liếc mắt một cái đó là tìm được chiến trường chung Tiêu Viêm. Chỉ thấy Tiêu Viêm ôm một con cẩu, thật vỗ cẩu đầu, tựa hồ cũng chuẩn bị xuất chiến. Tình hình chiến đấu càng ngày càng không xong, tổn thất quỷ kỵ cũng càng ngày càng nhiều, Bạch Lăng cùng Hàn Tham Cơ đêm đều mau kiên trì không được. Lần này bọn họ tính tới rồi đồ tu sa, nhưng không có dự đoán được Kim Vô Dã thế nhưng trực tiếp an bài thiên quân, muốn mạnh mẽ làm hắn quy thuận. Bất quá Kim Vô Dã lại không biết, chính mình nhưng gặm tới rồi một khối xương cứng. Bạch Lăng thân ảnh lần thứ hai bay ra, trên người áo bào trắng thượng đã bị máu tươi nhiễm hồng này, đã không biết là hắn phun ra đệ mấy khẩu máu tươi. Bất quá Ngô Cung đồng dạng cũng bị thương, khóe miệng giống nhau có máu tươi tràn ra. Hai người chiến đấu đã tiến vào gay cấn, trong cơ thể thần chi nguyên khí bay nhanh tiêu hao, mà càng gần đến mức cuối, nội tình đó là trở thành chí thắng mấu chốt. Phun ra một búng máu nước miếng, Bạch Lăng cũng là hai mắt phát xích, Ngô Cung khóe miệng còn lại là ngậm cười lạnh. Bọn họ cũng đều biết trận chiến đấu này kết cục. Bạch Lăng điện hạ, ta chờ không cần thiết nháo đến như vậy, ngươi chết ta sống, chúng ta chỉ cần Tiếu Phong, ngươi là cái minh bạch người. Cho dù ngươi lại ngăn trở, Kim Vô Đêm phó minh chủ muốn diệt trừ người, chỉ là vấn đề thời gian mà thôi, ta chờ bất quá chỉ là một quả quân cờ thôi. Ngô Cung ánh mắt híp lại, chậm rãi nói, hắn không nghĩ ở cùng Bạch Lăng tiếp tục dây dưa đi xuống. Rốt cuộc Bạch Lăng nhân vật như vậy, đều có áp đáy hòm át chủ bài, Ngô Cung cũng là có chút kiêng kỵ. Lúc này, Tiêu Viêm thân hình đảo bắn, này trước mặt xuất hiện một đạo thân ảnh, này đạo thân ảnh đúng là đồ tu sa. Này một kích, đó là trực tiếp làm Tiêu Viêm đảo bắn, miệng phun máu tươi. Ngươi đừng có hiểu lầm, ta ra tay là bởi vì truyền thừa, cùng bọn họ không quan hệ. Đồ tu sa nhìn xa Tiêu Viêm, đó là cười mở miệng nói. Đem truyền thừa giao ra đây, ngươi vốn chỉ yêu cầu giao ra bọn họ hai người truyền thừa, bất quá lúc này đây, đem ngươi truyền thừa cũng toàn bộ giao cho ta. Có lẽ ta sẽ tha cho ngươi một mạng, loại này thế cục ngươi hẳn là biết, có thể hay không sống sót đều là vấn đề. Đồ tu sa tiếp tục nhìn Tiêu Viêm nói, ngôn ngữ bình đạm, nhưng là những câu đều là đối Tiêu Viêm uy hiếp. Tiêu Viêm ổn định thân hình, trong lòng ngực tiểu cẩu lại là nhe răng trợn mắt, ra sức muốn tránh thoát Tiêu Viêm trong lòng ngực, bất quá Tiêu Viêm dùng sức, đem nó giữ chặt. Cái này không phải trung bá, đừng hồ nháo. Tiêu Viêm sợ này tiểu khuyển lần thứ hai như phía trước như vậy tiến lên cắn người, đồ tu sa tính tình nhưng không được tốt, nhất chiêu khả năng sẽ đem nó cấp giết. Rốt cuộc này tiểu khuyển bộ dáng đáng yêu, thịt đô đô, thoạt nhìn tựa hồ cũng không có cái gì năng lực chiến đấu. Tiêu Viêm cũng không có cảm giác đến này cẩu trong cơ thể có cái gì nguyên khí dao động. Tựa hồ thực bình thường, nhưng lại xuất hiện tại đây loạn ma lăng bên trong, có thể ở chỗ này sinh vật, hẳn là không bình thường mới đúng. Bất quá Tiêu Viêm còn lại là cho rằng, này cẩu mặc dù không bình thường, thực lực nhiều lắm cũng liền ở đấu tiên tả hữu thực lực. Vỗ vỗ đầu chó, tiểu cẩu cũng là dần dần an tĩnh xuống dưới. Giao cho ngươi cùng không giao cho ngươi, sẽ có không giống nhau kết cục sao? Tiêu Viêm lộ ra mỉm cười, trên mặt lại không có lộ ra nửa mặt kinh hoàng chi sắc. Bình tĩnh đáng sợ. Đương nhiên, truyền thừa cho ta, ngươi đáp ứng gia nhập thiên quân, ít nhất ngươi có thể bảo đảm tánh mạng vô ưu. Chẳng phải diệu thay, nếu ngươi hiện tại không cho ta truyền thừa, chỉ sợ ngươi liền sống không quá chờ đến đáp ứng thiên quân lúc. Nói, đồ tu sa trên mặt dần dần hiện ra nồng đậm sát ý, lạnh lùng nhìn nơi xa Tiêu Viêm, ánh mắt tựa hồ ở nói cho Tiêu Viêm, đây là cuối cùng cơ hội. Tiêu Viêm vỗ vỗ tiểu cẩu, đem này đặt ở một bên, thấp giọng nói, rất nguy hiểm, đi xa một ít. Nói xong, Tiêu Viêm thân thể dần dần đứng thẳng. Trên người khí thế chậm rãi phát ra, thần chi nguyên khí khuếch tán mà ra. Sao trời cũng là hỗn loạn tại đây nguyên khí giữa, mà lúc này Tiêu Viêm đem sao trời nhan sắc biến thành ngân bạch chi sắc. Ngân bạch chi sắc tinh hải, thật là thú vị. Hay là ngươi còn đạt tới thiên cấp tinh hải? Đồ tu sa cũng là ánh mắt híp lại, rốt cuộc tại đây to như vậy đấu thần liên minh bên trong, có được thiên cấp tinh hải người, cũng là một bàn tay là có thể số lại đây. Hư danh mà thôi, dù sao ta lại đánh không lại ngươi, thực lực không đủ, cái gì cấp bậc tinh hải cũng chưa dùng không phải sao? Tiêu Viêm nhưng thật ra tự giễu nói, đồ tu sa cũng là hơi hơi mỉm cười. Nhưng thật ra có tự mình hiểu lấy, một khi đã như vậy, hà tất còn muốn phản kháng, ta cũng lười đến động thủ, chính mình đem truyền thừa giao cho ta, cớ sao mà không làm, đồ tu sa cười nói. Hơn nữa ngươi nếu thật là thiên cấp tinh hải, mặc dù không có truyền thừa, ở đấu thần liên minh bên trong vẫn như cũ không khí hội nghị nước lã khởi. Thất tiểu đến đại, ngươi là cái người thông minh, hẳn là có thể minh bạch trong đó đạo lý. Đồ tu sa vẫn luôn khuyên bảo Tiêu Viêm, mà Tiêu Viêm còn lại là nhẹ nhàng cười.
ngược lại là nhìn về phía Đồ Tu Sa. Ngươi sợ ta? Tiêu Viêm nhìn Đồ Tu Sa, đơn giản ba chữ, đó là lệnh đến nơi xa. Đồ Tu Sa thân thể hơi hơi chấn động, không sai, Đồ Tu Sa trong lòng thật sự nổi lên trái tim băng giá. Không biết vì sao, tổng cảm giác một cổ áp bách cảm giác cho hắn, phảng phất nói cho hắn, chỉ cần hắn còn dám đi tới một bước, hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đồ Tu Sa khóe miệng vừa kéo, nếu là thừa nhận, kia chẳng phải là da mặt đều ném không có, cho nên lập tức cười lạnh một tiếng. Che giấu chính mình trên mặt một chút mất tự nhiên biểu tình, hừ lạnh nói, chê cười, con ngươi hiện tại còn sẽ sợ hãi đấu tiên sao? Mặc dù là cửu tinh đấu tiên đỉnh, ngươi sợ sao? Sao trời nội tình mới 4 vị số, ngươi cũng biết mười mấy vạn sao trời là cái gì lực lượng sao? Ta cho ngươi sinh lộ ngươi không cần. Đảo cũng hảo, minh giới liền tại đây Bắc Minh hư vô địa giới, ngươi đã chết, cũng có thể mau chút đầu thai. Nếu ngươi rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, vậy đừng trách ta vô tình. Đồ Tu Sa gầm lên một tiếng, so với Tiêu Viêm này mấy ngàn sao trời, hắn kia mười mấy vạn sao trời nội tình phát ra thời gian. Cơ hồ che trời, Tiêu Viêm giống như con kiến giống nhau, phảng phất nháy mắt là có thể đủ đem Tiêu Viêm cắn nuốt. Tiêu Viêm trong lòng cũng là nghiến răng nghiến lợi, nhìn như bình tĩnh, kỳ thật Tiêu Viêm đôi mắt nhìn chung quanh. Tìm kiếm các sư huynh thân ảnh, theo đạo lý hẳn là đều tới rồi mới là, nếu là lại không xuất hiện, Tiêu Viêm nơi nào đánh thắng được này Đồ Tu Sa. Này hồng câu chênh lệch, mặc dù là Tiêu Viêm dùng hết át chủ bài, chỉ sợ đều khó có thể cùng với đối kháng nhất chiêu nửa điểm, nháy mắt liền sẽ bị này chém giết. Nếu là lại không tới, Tiêu Viêm cũng chỉ có thể trốn vào kia liệt minh huyền vũ xác chúng. Đồ Tu Sa cánh tay một trận, đại quan đao xuất hiện nơi tay trưởng bên trong, bỗng nhiên buộc chặt, quan đao phía trên phát ra từng trận như hung thú giống giận cùng nộ tiếng động. Rồi sau đó bàn chân đột nhiên vừa dẫm hư không, thân thể giống như đạn pháo giống nhau hướng tới Tiêu Viêm tê khiếu mà đến. Tiêu Viêm lúc này mày nhăn lại, không phải đối thủ, cũng chỉ có thể trốn, cho nên Tiêu Viêm chuẩn bị lấy ra liệt minh huyền vũ xác. Kha Vân cho hắn cái này phòng cụ, mặc dù là Đồ Tu Sa cũng vọng tưởng dễ dàng phá vỡ. Nơi xa Tam Thần Quân thấy thế cũng là trong lòng căng thẳng, các đều mặt lộ vẻ nôn nóng chi sắc, đều là không chịu nổi tính tình, chuẩn bị xông lên đi hỗ trợ. Tin tưởng ta, không có việc gì, bất quá chính là cái đấu thần mà thôi, còn chưa đủ tắc kẽ răng. Thiên Tàng Vương nhìn một bên nôn nóng khó an Tam Thần Quân, nhìn thấy Tiêu Viêm có nguy hiểm lúc sau, đó là ngo ngoe dục dịch, đó là hoãn thành nói. Chỉ thấy Thiên Tàng Vương tiếng nói vừa dứt, Tiêu Viêm bên cạnh bộ dáng đáng yêu tiểu cầu bỗng nhiên lướt trên, nhe răng trợn mắt xuất hiện ở Tiêu Viêm trước mặt, một trận sủa như điên. Thiên Tàng Vương tiền bối, ngài là nói này cầu? Tam Thần Quân sửng sốt, đứng xa xa nhìn kia nhóc con, bộ dáng là đấu huyền, tuy rằng hung thần ác sát, như này cầu cũng quá nhỏ, không hề uy hiếp lực. Thiên Tàng Vương cười khẽ gật đầu, Đồ Tu Sa nhìn xuất hiện ở trước mặt tiểu cầu, đó là mày nhân lại. Trong tay quan đao không lưu tình chút nào, chuẩn bị trực tiếp đem Tiêu Viêm này sủng vật cấp giết lại nói. Tiêu Viêm cũng là trong lòng căng thẳng, vội vàng dò ra tay đi, chuẩn bị đem tiểu cầu kéo trở về. Nhưng đồng thời hắn cũng sẽ mất đi phòng ngự thời gian, ở giao thoa hết sức, Tiêu Viêm dứt khoát kiên quyết vươn tay đi cứu này tiểu cầu. Tìm chết, Đồ Tu Sa thanh âm như sấm, Tiêu Viêm nguyên khí cũng là điên cuồng dũng mãnh vào, chỉ mình toàn bộ lực lượng, hy vọng có thể ngăn cản được trụ. Quan đao hỗn loạn màu đỏ dập dờn bồng bềnh, nghiền áp mà xuống, Tiêu Viêm cũng là căng ra đầu, liền phải chạm vào tiểu cầu. Bất quá nhưng vào lúc này, Tiêu Viêm cảm giác được một cổ cự lực sinh sôi đem này thối lui, đảo bắn trong quá trình. Tiêu Viêm ánh mắt dần dần trợn to, ánh mắt cũng là đi theo nhìn đến hình ảnh cùng nhau biến ảo. Tiểu cầu thân hình lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ bành trướng, rồi sau đó đó là thấy một con có được 3 viên chó giữ đầu hung thú thay thế tiểu cầu, mà Đồ Tu Sa trong lòng cả kinh a. Vội vàng muốn thu hồi quan đao, nhưng lúc này, này chó giữ trong miệng đã là hàm chứa hỏa cầu, ầm ầm một tiếng, phụt lên ra tới ngọn lửa trực tiếp đem này cắn nuốt. Còn lại chiến đấu tất cả mọi người là bị này chỉ tam đầu chó giữ cấp thật sâu kinh sợ, ngọn lửa bên trong một đạo thân ảnh. Lúc này phát ra thê thảm tiếng hô, ngọn lửa hư ảnh giữa, đó là nhìn đến thân ảnh bay nhanh tiêu tán, áo giáp quần áo hóa thành tro bụi. Rồi sau đó đó là huyết nhục, lại sau đó chỉ còn lại có khung xương, cuối cùng tính cả khung xương đều đốt thành một mảnh tro tàn. Tam đầu chó giữ đây mới là chậm rãi thu hồi ngọn lửa, đó là chỉ còn lại có một cái cánh tay, không có tại đây chó giữ ngọn lửa dưới đốt tẫn, hiển nhiên, này cánh tay đó là tôn thượng truyền thừa. Đến nỗi Đồ Tu Sa, hung danh một đời, không ngờ tới, chính mình chết liền tính, còn bị nghiền xương thành tro. Liền cha đều không dư thừa, Tiêu Viêm thậm chí quên mất đứng thẳng, lập tức ngã trên mặt đất, mãn nhãn xảy ra. Rồi sau đó Đồ Tu Sa hồn phách xuất hiện, bất quá này tam đầu chó giữ còn lại là không lưu tình chút nào, miệng một trương, mặc kệ Đồ Tu Sa linh hồn như thế nào rít gào. Chó giữ chảy nước dãi chảy ra, mặt khác hai cái đầu cũng muốn ăn, bất quá trung gian đầu trực tiếp cắn hai cái đầu, cuối cùng trung gian đầu đem Đồ Tu Sa linh hồn cấp sinh sôi nuốt vào. Đồ Tu Sa linh hồn phát ra tiếng kêu thảm thiết, đó là ở quanh mình tràn ngập mở ra, thiên quân cũng hảo. Tất cả mọi người tại đây một cái chớp mắt đình chỉ chiến đấu, đều là nhìn trước mắt cái này quái vật khổng lồ, không biết làm sao. Bất quá lúc này, này tam đầu chó giữ phanh một tiếng,
lại là hóa thành vừa mới kia chỉ thoạt nhìn phúc hậu và vô hại tiểu cẩu. Sau đó bay nhanh lực hướng Tiêu Viêm, để sát vào ngã trên mặt đất Tiêu Viêm, vươn đầu lưỡi đó là ở này trên mặt cuồng liếm, tựa ở tranh công. Này là cái gì ngoạn ý nhi? Tiêu Viêm nghẹn thật lâu, nhìn trước mắt này chỉ cẩu, hắn dại ra này không phải giống nhau hung thú một ngụm hỏa. Nháy mắt hạ gục một cái bốn sao đấu thần đỉnh kia này, chỉ cẩu đến có bao nhiêu cường, Tiêu Viêm vô pháp tưởng tượng. Mà nhất lệnh Tiêu Viêm giờ này khắc này đều không nghĩ ra một việc, là này chỉ cẩu Tiêu Viêm căn bản là không quen biết, U Minh Khuyển cũng là ba cái đầu. Bất quá bộ dáng hoàn toàn không giống nhau, này chỉ cẩu biến thân thời điểm, như vậy hung hãn trình độ, là Tiêu Viêm gặp qua hung mãnh nhất hung thú, không gì sánh nổi. Hai tiếng đáng yêu đến làm Tiêu Viêm trong lòng phát run cẩu kêu, lệnh đến Tiêu Viêm phục hồi tinh thần lại, không khỏi đánh một cái giật mình. Mày nhăn lại lúc sau, Tiêu Viêm bỗng nhiên nghĩ tới duy nhất một loại khả năng. Này chỉ cẩu, chẳng lẽ là tôn thượng tiểu sủng vật? Tiêu Viêm nhướng mày, bằng không như vậy cường ngoạn ý nhi, sao có thể vẫn luôn vây quanh hắn chuyển? Trừ bỏ là tôn thượng sủng vật, đó là không có khác khả năng. Tiêu Viêm nháy mắt nghĩ thông suốt, lập tức đó là đứng dậy, thuận tay đem này cẩu cấp bế lên, vẫy tay một cái. Đồ tu sa truyền thừa bay nhanh mà đến, tôn thượng cánh tay trái thay thế Tiêu Viêm cánh tay trái. Tiêu Viêm nháy mắt có được nhiều truyền thừa, vệ sinh chỉ, ngón giữa, mắt trái cùng với cánh tay trái, nếu là có thể cực kỳ một cánh tay, kia cũng là cực hảo. Tân đạt được truyền thừa giữa, có bảng bạc nguyên khí, bất quá Tiêu Viêm không có sốt ruột hấp thu, mà là chuẩn bị trước giải quyết trước mắt mấy ngày này quân nhóm. Tiêu Viêm ôm tiểu cẩu, cúi đầu, lần thứ hai ngẩng đầu lên thời điểm, trên mặt nổi lên sán lạn tươi cười. Ha ha, các ngươi lúc này chơi xong rồi. Tiêu Viêm sang sảng tiếng cười truyền đẩy ra tới, mà truyền tới Ngô Cung trong tai thời điểm, giống như chuông tang ở hắn trong đầu gõ vang. Đồ tu sa bị giết cha đều không dư thừa, Tiêu Viêm trong tay cẩu, cường đại không lời gì để nói. Tới, thử cái nha cho bọn hắn nhìn xem. Tiêu Viêm một phách trong lòng ngực đầu chó, đó là nói. Trong lòng ngực tiểu cẩu đó là nhe răng trợn mắt, một bộ chó cậy thế chủ bộ dáng, bất quá này chân thật tình huống lại là hoàn toàn tương phản, này rõ ràng chính là người trượng cẩu thế. Này cẩu một kêu, tức khắc thiên quân nhóm các sắc mặt biến đổi lớn, sôi nổi sau này lùi lại, con nhìn như phúc hậu và vô hại tiểu cẩu, làm không hảo biến đổi thân, một ngụm hỏa bọn họ liền cũng chưa. Ngô Cung trực tiếp giơ tay, giữa trán mồ hôi lạnh dày đặc, không dám có chút trì hoãn, bằng mau tốc độ rút lui. Tiêu Viêm trong lòng ngực tiểu cẩu lại là không thuận theo không buông tha, chuẩn bị lao ra đi. Đêm này toàn bộ đều giết, xem này bộ dáng, thằng nhãi này thích ăn linh hồn, bất quá Tiêu Viêm lại là khẽ quát một tiếng. Đều ăn hai cái, còn không biết đủ. Tiêu Viêm mang theo tức giận thanh âm, kia tiểu cẩu tức khắc nức nở một tiếng, chỉ phải ngoan ngoãn không dám lên tiếng. Chiến đấu lúc này rốt cuộc xem như kết thúc, Bạch Lăng cũng là thở phào một hơi, cả người sụi lơ xuống dưới, Trung Bá cùng Hàn Tham cũng là. Vô luận là quỷ kỵ, vẫn là Trung Bá ảnh, đều có thương vong, cơ đêm thực lực vô dụng, nhưng cũng là dùng hết toàn lực. Vất vả các vị, hiện tại hẳn là không có việc gì. Tiêu Viêm cũng là thở dài một hơi, dẫn theo tiếng lòng rốt cuộc thả xuống dưới, nhìn một mảnh hỗn độn chiến trường, Tiêu Viêm trong lòng cũng là không khỏi áy náy. Tiêu Viêm cũng không ngờ tới, trận này nguy cơ thế nhưng là như vậy hóa giải, tại đây tình thế cấp bách thời khắc, thế nhưng cứu bọn họ chính là một cái cẩu. Bất quá vô luận như thế nào, chung quy là đem chuyện này cấp giải quyết, Tiêu Viêm hiện tại vừa mới tiến vào đấu thần liên minh, vô luận là thực lực vẫn là căn cơ đều còn không vững chắc. Cái này điện chủ nhiệm vụ thuận lợi hoàn thành, kế tiếp, Tiêu Viêm nhất định muốn tại đây đấu thần liên minh bên trong quấy phong vân. Lúc này, sơn lĩnh bên trong, Ngô Cung mang theo chính mình bộ hạ nhanh chóng rút lui, bất quá ở vượt qua vài tòa sơn lĩnh lúc sau, lại là bị một đạo thân ảnh cấp ngăn lại. Thân ảnh ngồi ở thật lớn lưỡi hái phía trên, nhìn trước mặt liên can thân ảnh, kia mặt đẹp phía trên đó là hiện ra một nụ cười. Dám đối với cha ta động thủ, vậy lưu lại nơi này đương oan hồn đi. Một đạo tiếng cười, đó là mang theo u oán chậm rãi vang lên. Cô gái, mau cút khai. Ngô Cung vung tay lên, đó là giận hung hăng quát, lời nói xong, trước mặt lưỡi hái thượng thân ảnh đó là bỗng nhiên biến mất, rồi sau đó một cổ lực lượng đó là thổi quét mở ra. Đấu thần liên minh người, đều đáng chết. Tiếng cười tiếp tục vang lên, một đôi phấn mắt bên trong lập lòe sát ý hồng mang, mà này đạo thân ảnh liền đúng là Tiêu Viêm tam nữ nhi, Tiêu Nguyệt Ly. Tử thần chi liêm tê khiếu, ầm ầm tiếng động ngắn ngủi vang vọng sau, đó là an tĩnh xuống dưới, lần thứ hai nhìn về phía nơi này thời điểm. Đó là một bộ địa ngục chi cảnh, nơi nơi đều là tàn chi đoạn tí, đầu đầu chia lìa, tràn ngập huyết tinh tanh tưởi. Làm xong lúc sau, Tiêu Nguyệt Ly tự hồ còn chưa đã thèm, nếu không phải Thiên Tàng Vương ngăn cản, phỏng chừng Tiêu Nguyệt Ly đã sớm vọt tới đấu thần liên minh bên trong đi nháo sự nhi. Bị Tiêu Viêm thả chạy này đàn thiên quân, không ngờ tới nửa đường thế nhưng sát ra một cái đoạt mệnh loli. Toàn bộ đều diệt sát cùng này, theo bọn họ tử vong, xa ở đấu thần liên minh Kim Vô Giã cũng là được đến tin tức. Đã chết, sát một cái một tinh đấu thần đều giết không chết. Kim Vô Giã tức giận, trước mặt là truyền lại tin tức thiên quân, trong tay hắn cầm Ngô Cung mệnh bài, đã vỡ thành hai nửa. Kim Vô Giã trên mặt tức giận hiện lên, bất quá thực mau đó là bình tĩnh lại,
ngược lại là ngậm một mặt mỉm cười, sau đó chậm rãi nói, Tiếu Phong à Tiếu Phong. Thật là ngoài dự đoán mọi người, càng thêm lệnh người cảm thấy ngoài ý muốn, ngươi rốt cuộc dùng cái gì thủ đoạn có thể vượt cấp giết người đâu. Truyền lại tin tức Thiên Quân cả người phát run, xem ra tới Kim Vô Dã uy hiếp lực. Sau một lúc lâu Kim Vô Dã mới là ngẩng đầu lên, nhìn Thiên Quân nói, phong tỏa tin tức, Ngô Công ngã xuống việc chớ truyền khai. Giải quyết xong này đàn Thiên Quân lúc sau, Tiêu Nguyệt Ly về tới Thiên Tàng Vương bên cạnh, sau đó mặt đẹp phía trên đều là không vui. Lão nhân, cha ta đâu? Tiêu Nguyệt Ly bĩu môi, rất là không vui bộ dáng. Cha ngươi rất tốt, nhiệm vụ hoàn thành, đi thôi, hồi minh giới. Thiên Tàng Vương chợt đó là xoay người, chuẩn bị rời đi. Ta còn không có nhìn thấy cha ta đâu. Tiêu Nguyệt Ly lập tức đó là không vui, dậm chân căm tức nhìn Thiên Tàng Vương. Tới rồi thời điểm, cha ngươi tự nhiên trở về tìm ngươi, đi thôi, việc này không thể hồ nháo. Thiên Tàng Vương ít có túc mục, Tiêu Nguyệt Ly cũng là chỉ phải bĩu môi, không cam lòng đi theo Thiên Tàng Vương phía sau. Đi rồi hai bước đi rồi, Thiên Tàng Vương cũng là quay đầu lại, nhìn về phía Tam Thần Quân, nói. Các ngươi cũng triệt đi, hắn đã không có việc gì, hơn nữa tại đây Bắc Minh hư vô, có ta ở đây, không ngại. Thiên Tàng Vương vẫy vẫy tay, Tam Thần Quân cũng là hơi hơi sửng sốt, rồi sau đó sôi nổi gật đầu. Thiên Tàng Vương ánh mắt tự nhiên so với bọn hắn lâu dài, nhìn thấy nghe thấy, tất nhiên là không cần nhiều lời, Tam Thần Quân nghe theo đó là. Xem ra chúng ta vị này tiểu sư đệ, chỗ dựa so với chúng ta trong tưởng tượng muốn lớn rất nhiều à. Tam Thần Quân cũng là cười khổ một tiếng, rất xa nhìn chăm chú Tiêu Viêm liếc mắt một cái, cũng là theo Thiên Tàng Vương rời đi. Mà Tiêu Viêm từ đầu chí cuối đều không có chờ đến Cổ Thần Điện các sư huynh, bất quá Tiêu Viêm cũng không có nghĩ nhiều, này hết thảy cũng vô cùng có khả năng là ở an bài bên trong. Tiêu Viêm biết được, nay cẩu tại đây loạn ma lăng trung địa vị, kia tự nhiên là không cần nhiều lời, không phải lão đại điều khó. Nháy mắt hạ gục 4 sao đấu thần, kia chân chính thực lực có bao nhiêu cường càng là lệnh người khó mà tin được. Rồi sau đó Tiêu Viêm còn lại là lấy ra điện chủ nhiệm vụ quyển trục, đem quyển trục mở ra. Đối với cẩu chỉ mặt trên vẽ chuôi này vũ khí, cẩu thấy thế sau, đó là hóa thành một mặt ánh lửa, biến mất không thấy. Sau một lúc lâu lúc sau, này mặt ánh lửa đó là cực nhanh mà đến, sau đó trong miệng đó là ngậm Tiêu Viêm muốn tìm chuôi này vũ khí. Nhìn chuôi này trường kích, Tiêu Viêm vô cùng kinh ngạc, này cẩu cũng quá nghe lời, không nghĩ tới, ở loạn ma lăng nơi nào đó. Ma Vương vẻ mặt đưa đám, chính mình lấy huyết đúc thành vũ khí đó là bị sinh sôi cướp đi, muốn khóc, lại khóc không ra tiếng. Kế tiếp thời gian, mọi người đều yêu cầu nghỉ ngơi chỉnh đốn, Tiêu Viêm tuy rằng cũng có thương tích, bất quá đều là vết thương nhẹ, thực mau là có thể khỏi hẳn. Ở mọi người nghỉ ngơi chỉnh đốn thời gian, Tiêu Viêm cũng là ngồi xếp bằng xuống dưới, lần này có thể nói là thu hoạch pha phong, được đến 3 cái tôn thượng truyền thừa. Mà này truyền thừa bên trong đều ẩn chứa nồng đậm năng lượng, có thể cung cấp Tiêu Viêm tu luyện, đồng thời cũng làm Tiêu Viêm đối này hiểu biết. Tiêu Viêm ngồi xếp bằng, tiểu cẩu cũng ngoan ngoãn ngồi ở Tiêu Viêm chân cẳng bên, ngoan ngoãn chờ đợi Tiêu Viêm. Tiêu Viêm đó là xuống tay hấp thu, đầu tiên đó là Lôi Dương đoạt được ngón giữa, Lôi Dương sử dụng chiêu số là Sơn Hải một lóng tay, Tiêu Viêm nhắm mắt. Đó là lần thứ hai thấy được tôn thượng thân ảnh, giơ tay, trước mặt Sơn Hải đều là chấn động, thế giới phảng phất nháy mắt đã bị điên đảo lại đây. Đây là Sơn Hải một lóng tay. Hình ảnh chung rất đơn giản nhất chiêu, nhưng là này cổ ý cảnh, lại là liền Tiêu Viêm đều sững sờ, nhìn như đơn giản nhất chiêu, ẩn chứa đạo nghĩa vô pháp tưởng tượng. Ít nhất hiện tại xem ra, Lôi Dương sở thi triển ra tới Sơn Hải một lóng tay, liền tôn thượng băng sơn một góc đều xa xa không kịp. Sơn Hải vì nhất thế giới, này một lóng tay là thản nhiên chi khí, cố tình khó liền khó ở hiểu ra này thản nhiên chi khí. Tiêu Viêm nhắm mắt suy tư. Trong óc bên trong lặp lại hình ảnh, cảm thụ được trong đó sở ẩn chứa ý cảnh. Sơn là sơn, hải là hải, như thế nào một lóng tay, vì sao một lóng tay, điên đảo chúng sinh, vẫn là hủy diệt chúng sinh. Như này Sơn Hải một lóng tay bổn ý, ta tưởng không phải hủy diệt, cái gọi là Sơn Hải, đó là thế giới. Này một lóng tay, hẳn là cứu rỗi, mà phi hủy diệt, Lôi Dương hoàn toàn hiểu lầm này Sơn Hải một lóng tay. Tiêu Viêm ngộ đạo, mà lúc này trong thân thể hắn sao trời cũng là bay nhanh gia tăng, 3.500 sao trời không ngừng hướng lên trên tăng trưởng. Bằng thêm ước chừng 1.500 sao trời, lúc này Tiêu Viêm trong cơ thể sao trời số lượng đó là tăng trưởng tới rồi 5.000 nhiều, đồng thời Tiêu Viêm cũng là đi tới một tinh đấu thần hậu kỳ. Loại này sao trời số lượng tăng lên, hẳn là thuộc về Lôi Dương, chẳng qua đại bộ phận đều bị lãng phí. Chân chính biến thành Tiêu Viêm lực lượng nguyên khí lại là thiếu chi lại thiếu, nhưng đối với Tiêu Viêm tới nói, đã phi thường không tồi tới. Rốt cuộc này 1.500 sao trời, nếu là cho chính hắn tu luyện, không biết muốn ngưng tụ bao lâu thời gian. Hiểu ra Sơn Hải một lóng tay sau, đó là này Sơn Anh đoạt được mắt trái, lúc này Tiêu Viêm trong óc bên trong tiếp tục xuất hiện tôn thượng thân ảnh. Đây là mắt thần, mở ra là lúc có thể nhìn đến nguyên khí tung tích, nhìn thấu địch nhân chiêu số, nhưng đồng thời cực kỳ tiêu hao linh hồn chi lực, linh phách bạc nhược giả, thận dùng. Tôn thượng thanh âm chậm rãi vang vọng, hình ảnh bên trong thấy được 10 cái thân ảnh đồng thời gào thét mà đến. Nhưng là đôi mắt khép mở chi gian, đó là biết được đối thủ sở hữu chiêu số, đó là trước tiên làm ra ứng đối chiêu số.
mắt trái công hiệu hiểu ra lên tương đối dễ dàng nhiều, sử dụng lời ít mà ý nhiều. Hiện giờ Tiêu Viêm thánh cảnh linh hồn chi lực, tuy rằng cũng có điều tinh tiến, bất quá lại không phải thực lộ rõ. Này mắt bên trong, ta đem một con linh tù phong ấn tại trong đó, nó vô thật thể, vì linh hồn thân thể, chăm chú nhìn nó. Đối với ngươi linh hồn chi lực có điều trợ giúp, chớ phóng thích, nếu không nó sẽ nháy mắt cắn nuốt quanh mình hết thảy linh hồn. Tôn thượng thân ảnh lần thứ hai nói, Tiêu Viêm nghe vậy nao nao, rồi sau đó linh hồn hoàn toàn đi vào mắt trái bên trong. Quả nhiên, ở kia đôi mắt bên trong, thật sự tồn tại một cái quái vật khổng lồ, cả người là trong suốt xanh thẳm sắc, đương Tiêu Viêm nhìn đến một cái chớp mắt. Linh hồn tức khắc đó là bị hút xả mà vào, áp lực cực lớn phảng phất muốn đem linh hồn của hắn cấp sinh sôi nghiền áp thành dập nát. Xuyên tim thống khổ thẳng đánh linh hồn, kia trong suốt thân thể mấp máy, rồi sau đó đột nhiên mở mắt, đó là một con thật lớn đôi mắt. Cơ hồ chiếm cứ toàn bộ thân thể 3/4, đôi mắt giống như hắc động giống nhau, chỉ cần xem nó liếc mắt một cái, phảng phất là có thể hút kéo xuống cả người linh hồn. Tiêu Viêm linh hồn chi lực, tại đây con mắt trước mặt, đó là có vẻ vô cùng nhỏ bé, chi sở hữu loại này áp bách chi lực. Liền đúng là bởi vì tôn thượng phong ấn tại trong ánh mắt tên là linh tù chi vật, nó linh hồn chi lực thực sự quá mức với cường đại. Thế cho nên Tiêu Viêm cũng không biết đây là đạt tới cái gì cảnh giới chi vật. Thống khổ lan tràn, tựa hồ linh hồn chi lực trong nháy mắt đó là bị ép khô, loại cảm giác này cực kỳ khó chịu, phảng phất thật giống như thân thể mất đi máu giống nhau, biến thành một khối thây khô. Lúc này một cổ lực lượng áp bách, linh tù không thể không nhắm lại nó thật lớn chi mắt, Tiêu Viêm linh hồn lúc này mới có thể một lần nữa rút ra. Lúc này Tiêu Viêm giữa trán mồ hôi lạnh dày đặc, trên người quần áo đều là bị mồ hôi cấp làm ướt. Bất quá Tiêu Viêm ngạc nhiên phát hiện, linh hồn của chính mình chi lực thế nhưng có tăng lên. Tuy rằng cảm giác rất khó chịu, nhưng không nghĩ tới gần chỉ là xem một cái linh tù, đó là làm linh hồn của chính mình chi lực được đến tăng lên, lệnh đến Tiêu Viêm có chút vui mừng khôn xiết. Cảm giác được linh hồn chi lực tăng lên sau, thực làm người vui vẻ, nhưng đồng thời, dư vị kia cổ cảm giác, đó là lệnh đến Tiêu Viêm không bao giờ tưởng nếm thử lần thứ hai. Sở dĩ đem linh hồn chi lực tu luyện thành công người cực nhỏ, nguyên nhân đó là tại đây trong đó, linh hồn chi lực tu hành càng thêm khó khăn. Hạ Tăng Huy linh hồn chi lực, đầu tiên là thiên phú cho phép, đồng thời, hắn ở chỉ có linh hồn thể thời điểm, đó là điên cuồng chuyên nghiên. Chính mình sáng tạo ảo cảnh, ở ảo cảnh bên trong trưởng thành, trong đó trải qua kia một phần cô độc, chỉ có Hạ Tăng Huy chính mình mới hiểu được. Mặc dù là Tiêu Viêm, linh hồn chi lực cũng là mới đạt tới thánh cảnh, muốn tu luyện đến vực cảnh, nhưng đều không phải là một việc đơn giản. Ít nhất ở đông đảo đấu thần giữa, thánh cảnh linh hồn chi lực nghiễm nhiên cũng là không nhiều lắm, rốt cuộc nguyên khí tu luyện mới là thế giới này mọi người đại phương hướng. Linh hồn chi lực thường thường đều sẽ bị người bỏ qua, rốt cuộc ở chiến đấu bên trong, linh hồn chi lực ở đối mặt tuyệt đối nguyên khí thực lực thời điểm, vẫn là khó có thể ngăn cản cùng đối kháng. Giống Tiêu Viêm loại này linh hồn chi lực cùng nguyên khí đồng thời song tu người, đó là số rất ít tồn tại. Mà mặc dù là Tiêu Viêm, muốn đồng thời tu luyện nguyên khí cùng linh hồn chi lực cũng là cực kỳ khó khăn, có đôi khi cũng không thể không tạm thời thả chậm linh hồn chi lực tu luyện. Chủ yếu tăng lên nguyên khí tu luyện, theo quanh mình hoàn cảnh chung thay đổi, nguyên khí có vẻ đặc biệt quan trọng. Bất quá Tiêu Viêm cũng biết được, chỉ có cường đại linh hồn chi lực, ở trở nên càng cường dưới tình huống, ưu thế liền sẽ đặc biệt lộ rõ. Cho nên Tiêu Viêm cũng không có tính toán từ bỏ tu luyện linh hồn chi lực, hiện giờ có tu luyện phương pháp, Tiêu Viêm liền cũng sẽ xuống tay tu luyện linh hồn chi lực. Mắt trái bên trong sở ẩn chứa nguyên khí Tiêu Viêm cũng là hấp thu nhập thể, sao trời số lượng lần thứ hai gia tăng. Lần thứ hai gia tăng rồi 2000 sao trời, Tiêu Viêm tinh hải bên trong sao trời số lượng đó là đi tới 7000. Mà trên thực tế, Tiêu Viêm tinh hải so người bình thường tinh hải muốn lớn hơn gấp đôi, nói cách khác, Tiêu Viêm mặt ngoài 7000 sao trời thời điểm, kỳ thật chân chính nội tình muốn phiên một phen. 7000 sao trời, đủ rồi so sánh 12000 sao trời, Tiêu Viêm như vậy tinh hải, liền sẽ xuất hiện một loại tình huống, có lẽ thoạt nhìn thực đồ ăn. Bất quá kỳ thật ở cùng cấp bậc chung, hoặc là nhìn như đồng dạng nguyên khí nội tình thời điểm, Tiêu Viêm sẽ lấy vô địch chi tư hoàn toàn nghiền áp. 7000 sao trời, Tiêu Viêm nội tình kỳ thật đã đi tới một tinh đấu thần đỉnh, nếu là có thể đạt tới 10000 sao trời, Tiêu Viêm liền có thể sờ đến nhị tinh đấu thần ngạch cửa, nhưng Tiêu Viêm hiện tại còn cũng không biết, đấu thần cảnh giới tăng lên gặp được cái dạng gì kiếp nạn. Tiêu Viêm không có đình chỉ, ở hiểu rõ sơn hải một lóng tay cùng mắt trái mắt thần lúc sau. Tiêu Viêm cuối cùng còn được đến đồ tu sa cánh tay trái, đồ tu sa sở dĩ như vậy cường, này cánh tay trái tất nhiên chiếm hữu rất lớn nhân tố. Tiểu tử ngươi, vận khí thật đúng là không tồi, lập tức được đến ngón tay đôi mắt còn có cánh tay. Ta đây liền cho ngươi nói ta này cửu cửu quy nhất oanh thần cánh tay. Tôn thượng thân ảnh lần thứ hai hiện lên, chậm rãi nói, Tiêu Viêm nao nao, hắn vốn tưởng rằng này đó hình ảnh chỉ là truyền thừa mà thôi, mà Tiêu Viêm hiện tại thế nhưng ở cùng hắn đối thoại. Tôn thượng, ngài rốt cuộc là người sống vẫn là người chết, như thế nào một chút cũng không giống ngã xuống thật lâu người, hay là ngươi thi thể còn không có lạnh thấu. Tiêu Viêm kinh ngạc vô cùng, lời nói vừa ra, tôn thượng thân ảnh nhưng thật ra nhẹ nhàng cười. Tuy rằng ngã xuống, như là ta linh hồn mảnh nhỏ ẩn chứa ở này đó truyền thừa giữa, ngươi được đến truyền thừa càng nhiều, linh hồn mảnh nhỏ cũng liền càng nhiều. Cho nên có thể có chút chủ quan ý thức,
Nhưng ngươi là cuối cùng người thừa kế, ở ngươi lúc sau, linh hồn mảnh nhỏ toàn sẽ hoàn toàn tan đi, con khi đó chỉ sợ mới kêu chân chính lạnh thấu đi. Tiêu Viêm trong đầu hình ảnh, Tôn Thượng tiếp tục nói, Tiêu Viêm nghe vậy cũng là bất đắc dĩ gãi gãi đầu. Này cánh tay tên là Cửu Cửu Quy Nhất Oanh Thần cánh tay, ở ta thân thể giữa, này cánh tay không có uy lực, nhưng nó có thể chỉnh hợp uy lực. Có thể cất chứa ngươi có được sở hữu lực lượng, sau đó bùng nổ mà ra, ngươi hiện giờ có hỏa có lôi, còn có bạch diễm, hẳn là có thể dung hợp ra một cái mạnh mẽ chiêu số. Tôn Thượng chậm rãi giới thiệu nói, Tiêu Viêm nghe vậy ngẩn ra, này cánh tay trái thế nhưng có như vậy hiệu dụng. Hình ảnh thực ngắn ngủi, Tôn Thượng hình ảnh đó là đột nhiên im bặt, Tiêu Viêm vốn định dò hỏi, nhưng cũng không có cơ hội. Chỉ phải là thở dài một hơi, vẫn là lẳng lặng hấp thu cánh tay trái trong vòng nguyên khí. Này đó nguyên khí đều là lúc trước có được bọn họ chủ nhân sở lưu lại, chuyển hóa thành Tiêu Viêm thật sự là thiếu chi lại thiếu. Bởi vậy này cánh tay trái cuối cùng cấp Tiêu Viêm nguyên khí tăng lên cũng bất quá chỉ là 2000 sao trời mà thôi, ba cái chuyển thừa. Liền cũng là làm Tiêu Viêm tinh hải bên trong sao trời số lượng đi tới 9000, còn có 1000 sao trời, Tiêu Viêm đó là có thể chạm vào nhị tinh đấu thần ngạch cửa. Nhưng là Tiêu Viêm biết, này muốn đạt tới nhị tinh đấu thần ngạch cửa cuối cùng 1000 sao trời, cũng không phải là nói là có thể ngưng tụ. Ba cái truyền thừa có thể trợ giúp Tiêu Viêm tinh hải bên trong đi tới 9000 viên sao trời, đã là đỉnh thiên, cái gọi là lòng tham không đủ rắn nuốt voi. Không cần phải cố chấp theo đuổi, huống chi, hiện tại Tiêu Viêm trạng thái mạnh mẽ đột phá, chỉ biết hủy hoại chính mình đạo tâm, không song tâm cảnh. Tu luyện một đường, cưỡng cầu không được. Theo sau Tiêu Viêm chậm rãi mở mắt ra mắt tới, quanh mình người còn ở nghỉ ngơi chỉnh đốn, một trận chiến này, thật sự phải đối mệt Bạch Lăng Hàn Tham một chúng, Tiêu Viêm mới có thể như vậy bình yên. Tiêu Viêm đứng dậy, nhìn chung quanh nghỉ ngơi chỉnh đốn mọi người, Hàn Tham đã đứng lên, ở thu thập quỷ kỵ, lần này quỷ kỵ tổn thất thảm trọng, bị hủy diệt quá nghiêm trọng, đó là vô pháp khôi phục. Hàn Tham đại ca, lần này làm phiền. Tiêu Viêm đi vào Hàn Tham bên cạnh, cũng là chắp tay ôm quyền, Hàn Tham kiến trạng vội vàng đáp lễ. Chủ công khách khí, huống chi lần này ta chờ cũng bất quá chỉ là khuyền mã chi lao, cuối cùng vẫn là chủ công ra tay, nếu không ta chờ cũng không phải những cái đó thiên quân đối thủ. Hàn Tham cười cười nói, Tiêu Viêm cũng là cười khổ một tiếng, cúi đầu, đó là thấy này cẩu vẫn luôn đi theo Tiêu Viêm chân bên, cái đuôi cuồng diêu, tựa hồ ở đối Tiêu Viêm tranh công kỳ hảo. Lại nói tiếp còn muốn cảm ơn này tiểu cẩu. Tiêu Viêm cười cười, bất quá lúc này nhìn này cẩu, ánh mắt ngưng trọng rất nhiều, nhìn như đáng yêu tiểu cẩu. Nháy mắt đó là có thể biến thành tam đầu hung thú. Một ngụm liệt hỏa liền có thể diệt sát 4 sao đấu thần. Đa tạ cầu thần. Hàn Tham chính là chính mắt gặp qua kia một màn, không dám thất lễ, đối với Tiêu Viêm dưới chân vẫn luôn hà hơi giơ đuôi tiểu cầu cười làm lành. Bất quá này cầu trong mắt tựa hồ chỉ có Tiêu Viêm, đối với Hàn Tham cũng là hờ hững. Tiêu Viêm cười khổ, đó là đem cầu bế lên, kia cầu ở Tiêu Viêm trong lòng ngực, một bộ hưởng thụ vô cùng bộ dáng, Tiêu Viêm cũng là bất đắc dĩ. Này cầu nhưng thật ra cùng hắn như vậy thân mật, nếu này chỉ cầu là Tôn Thượng đã từng sủng vật, Tôn Thượng ngã xuống lúc sau nó chỉ sợ cũng là nhận hết cô độc. Ta đi đi dạo một chút, nghỉ ngơi chỉnh đốn xong cho ta biết, liền có thể đường về. Tiêu Viêm đối với Hàn Tham nói, Hàn Tham khẽ gật đầu, nhìn Tiêu Viêm ánh mắt, Hàn Tham lần thứ hai nhiều một phân bội phục. Tuy rằng một trận chiến này, cuối cùng kỳ thật là cẩu giết đồ Tu Sa, kinh sợ thiên quân, nếu bàn về lực chấn nhiếp, hẳn là tại đây cẩu trên người, mà phi Tiêu Viêm. Bất quá trái lại, nay cẩu tựa hồ lại lấy Tiêu Viêm là chủ, nay có thể thấy được, Tiêu Viêm tuyệt phi trước mắt thoạt nhìn như vậy đơn giản. Liên tính thực lực vô dụng, nhưng tất nhiên có khó có thể tưởng tượng thân phận địa vị, mới có thể làm như thế hung hãn cẩu cũng lấy Tiêu Viêm là chủ. Hàn Tham đối Tiêu Viêm thân phận càng thêm tò mò, bất quá thấy này chỉ cẩu chân thân thời điểm. Hàn Tham thế nhưng không có cảm giác được xa lạ cảm, phản chi trong óc bên trong có một loại quen thuộc cảm giác, tựa hồ đã từng nhìn thấy quá. Trong óc bên trong xuất hiện một ít ký ức, Hàn Tham minh bạch, có chút phủ đầy bụi ký ức, cũng ở dần dần bị mở ra, mà nguyên nhân rất đơn giản, chính là trước mắt người nam nhân này. Tiêu Viêm ôm cẩu đã dần dần rời đi. Có này cẩu đi theo Tiêu Viêm bên cạnh, Hàn Tham cũng hoàn toàn không lo lắng Tiêu Viêm an toàn vấn đề. Huống chi hiện giờ loạn ma lăng đã không có uy hiếp, đến nỗi ma đầu, vấn đề đã không lớn. Nơi này còn không có tiến vào chân chính chỗ sâu trong, nếu là chỗ sâu trong ma đầu, số lượng thật sự tụ tập lên. Kia đích xác có không nhỏ kinh sợ chi lực, bất quá nơi này thuộc về chỗ giao giới, cho nên ma đầu còn ở có thể đối phó phạm vi bên trong. Mà Tiêu Viêm tiếp tục đi phía trước, thế nhưng đã đi tới loạn ma lăng, này vô luận như thế nào cũng muốn đi vào coi một chút. Này tận cùng bên trong là cái gì động thiên? Mang ta bên trong coi một chút đi. Tiêu Viêm cười, tiểu cẩu nghe hiểu được Tiêu Viêm lời nói, từ Tiêu Viêm trong lòng ngực nhảy ra, đó là nhảy nhót, mông lay động ở phía trước cấp Tiêu Viêm dẫn đường. Tiêu Viêm tiến vào loạn ma lăng kỳ thật đó là có điều khai quật, này loạn ma lăng bên trong ma đầu đều không phải là ma đầu. Trên thực tế đều là bị phong ấn hồn, nhưng bọn hắn đều không có phách, cho nên không có linh thức. Phong ấn tại loại địa phương này, tựa hồ đó là nhập không được luân hồi, chỉ có thể vô hạn ở loạn ma lăng bên trong tuần hoàn. Vẫn luôn lâm vào một loại thống khổ bên trong, như vậy cách làm có thể nói là tương đương tàn nhẫn. Tiếp tục đi phía trước,
Tiêu Viêm nghe được từng trận tiếng gầm rú, bất quá đi chưa được mấy bước, đó là tới rồi cuối. Nơi này là một chỗ đoạn nhai, ở kia đoạn nhai dưới có một cái thật lớn cối xay, nhìn kỹ đi, đó là nhìn thấy ghê người. Cối xay phía trên có vô số thân ảnh, mặt trên lăn lộn cột đá, những cái đó thân ảnh gào giống thê lương, bị cối xay sinh sôi nghiền thành thịt vụn. Giữa không trung có một cái vân động, trong động không ngừng rơi xuống thân ảnh, cuối cùng rơi vào cối xay bên trong, bị không ngừng nghiền ma. Như vậy cảnh tượng mới vừa rồi là chân chính địa ngục chi cảnh. Tiêu Viêm đôi mắt kịch liệt co rút lại, một màn này làm hắn trái tim đều không khỏi gia tốc, không biết cái gì phạm phải tội gì mới có chịu như thế tàn khốc chi hình. Mà chung quanh có không ít ma đầu đứng lặng, trong tay kiềm giữ binh khí, những cái đó mưu toan chạy trốn thân ảnh liền sẽ sinh sôi đem chúng nó thứ chết. Mà cùng với Tiêu Viêm đã đến, quanh mình ma đầu đều là đồng thời hướng tới Tiêu Viêm nơi này nhìn lại đây. Nơi này không có bất luận cái gì một tia sinh khí, thật giống như là một mảnh hoàn toàn hắc ám không gian, không có một tia quang mang không gian. Ngay cả này cẩu, Tiêu Viêm đều phát hiện, nó cũng không có bất luận cái gì sinh khí, đây là sinh mệnh hơi thở, nói cách khác, này cẩu cũng có thể là vật chết. Tiêu Viêm xuất hiện, thật giống như trong bóng tối đột nhiên xuất hiện một mặt quang, đương hắc ám lớn hơn quang mang thời điểm, hắc ám liền sẽ điên cuồng đi cắn nuốt quang mang. Liền cũng như quanh mình, vô số ma đầu đồng thời nhìn về phía Tiêu Viêm, kia màu đỏ tươi trong mắt đều là cơ khát, nhe răng trợn mắt, phát ra từng trận gầm nhẹ. Ma đầu số lượng vô pháp phòng trừng, nhất lệnh Tiêu Viêm khiếp sợ chính là, Huyền Lập Ma Vương đều là hàng trăm hàng ngàn. Thực lực đều ở nhị tinh đấu thần phía trên, đến nỗi Bạch Lăng phía trước hấp dẫn Ma Vương, cũng bất quá chỉ là canh giữ ở nhập khẩu Ma Vương mà thôi. Nơi này Ma Vương, kia mới là thật sự Ma Vương. Từng đạo giống giận rít gào, đối với Tiêu Viêm, vô số thân ảnh đồng thời lực tới, Tiêu Viêm tâm thần hơi kinh hãi, này trận trượng. Đảo đích xác có chút làm cho người ta sợ hãi, khó trách cái này địa phương, tâm thương đấu thần tiến đến, kia thật đúng là có tiến vô gia. Ma đầu Ma Vương đồng thời mà đến, che trời, mà lúc này, trước mặt tiểu cầu đó là đi phía trước một lượt, thân hình bỗng nhiên biến ảo, hóa thành địa ngục tam đầu huyền. Ba viên đầu, bộ dáng hung thú, nổi giận gầm lên một tiếng, đó là trường bồn máu mồm to, hung hăng một cắn, một ngụm đó là xé nát hàng ngàn hàng vạn ma đầu. Tức khắc chi gian, sở hữu ma đầu toàn bộ sau này tránh lui, đều là trốn tránh lên, bộ dáng sợ hãi cực kỳ, tựa hồ bọn họ đã thật lâu không có cảm nhận được như vậy tức giận. Kinh sợ lúc sau, ma đầu cũng hảo, Ma Vương cũng thế, đều là ngoan ngoãn tránh lui, mặc dù Tiêu Viêm trên người sinh khí tràn ngập dụ hoặc, nhưng trong mắt đều là kiêng kỵ, cũng không dám nữa tiến lên lỗ mãng. Nơi này chẳng lẽ là địa phủ hoặc là cũng có thể xưng là địa ngục. Tiêu Viêm hơi hơi sửng sốt, ánh mắt đánh giá trước mặt này không thể tưởng tượng một màn, một bên tiểu cẩu lại là đối với Tiêu Viêm lắc lắc đầu, ý tứ nơi này không phải. Nếu này không phải địa ngục, kia như thế nào sẽ có luyện ngục chi cảnh, những người này là thân phụ tội gì sao, muốn chịu như thế khổ hình. Tiêu Viêm cũng là không khỏi tấm tắc lưỡi, khó có thể tưởng tượng bị nhốt ở chỗ này hồn phách muốn nhận hết loại nào tra tấn. Cơ hồ đều là đang không ngừng tử vong, nơi này ẩn chứa hung thần chi khí, đã không thể dùng đơn giản nồng đậm tới hình dung. Tiêu Viêm đánh giá một vòng, tuy nói không phải cái gì người lương thiện, bất quá như vậy hình ảnh, khó tránh khỏi sẽ lệnh tâm tình trở nên áp lực, nơi này tựa hồ cũng không có gì có giá trị đồ vật, Tiêu Viêm xoay người đó là chuẩn bị rời đi. Bất quá liền ở Tiêu Viêm chuẩn bị rời đi thời điểm, nay tiểu cẩu cắn Tiêu Viêm góc áo, kéo lấy Tiêu Viêm, tựa hồ chuẩn bị mang Tiêu Viêm đi gặp thứ gì. Tiêu Viêm hơi hơi sửng sốt, liền cũng là dừng thân hình, nay cẩu hẳn là muốn nói cho Tiêu Viêm một ít thứ gì. Ngươi muốn mang ta đi vào sao? Tiêu Viêm nhìn về phía tiểu cẩu, hỏi. Tiểu cẩu điên cuồng gật đầu giơ đuôi, Tiêu Viêm cũng là bất đắc dĩ, đành phải tiếp tục đi theo tiểu cẩu hướng tới chỗ sâu trong mà đi. Nơi này kết cấu tương đương phức tạp, thoạt nhìn thật giống như là một cái thật lớn tổ ong giống nhau, mà này đó Ma Vương cùng ma đầu, đó là ở trong đó xuyên qua. Tiểu cẩu mang theo Tiêu Viêm xoay quanh mà xuống, đi tới tầng chót nhất, rồi sau đó nơi này có một cái so chung quanh đại quá nhiều huyệt động. Tiểu cẩu tiếp tục lãnh Tiêu Viêm, thường thường quay đầu lại xem một cái Tiêu Viêm, tựa hồ sợ Tiêu Viêm cùng ném. Ước chừng đi rồi nửa nén hương thời gian, trước mắt đó là rộng mở thông suốt, ngẩng đầu khi, Tiêu Viêm thấy được lần thứ hai làm hắn lông tơ đứng thẳng hình ảnh. Ngẩng đầu nhìn lại, nơi này dường như một cái băng khung, tại đây băng khung bên trong có rậm rạp ma đầu, toàn bộ đông cứng ở trong đó, nghiễm nhiên, đây là loạn ma lăng thế giới dưới lòng đất. Phía trước trên mặt đất đi xuống xem, hiện tại, dưới mặt đất hướng lên trên xem. Bất quá này đó ma đầu hiển nhiên không phải trọng điểm, mà là tại đây dưới nền đất dưới, sinh trưởng một viên thật lớn cây cối. Chẳng qua này cây thực kỳ lạ, nó là cây không phải tầm thường chứng kiến chi sắc, mà là màu đen. Hắc tỏa sáng phát thấu. Đây là cái gì thụ? Tiêu Viêm cũng bị này quỷ dị thụ hấp dẫn, đầu tiên là phi thường khổng lồ, rồi sau đó tản ra cổ quái dao động. Này cây chỉ sợ thực không đơn giản, này cổ khí thế lệnh đến Tiêu Viêm cảm giác được áp lực. Tiểu cầu tiếp tục đi phía trước, tựa hồ muốn mang theo Tiêu Viêm đi vào này màu đen đại thụ dưới, Tiêu Viêm ngạc nhiên. Không biết này ra sao dụng ý, hoặc là này thụ có cái gì đặc biệt địa phương, có thể trợ giúp hắn tu luyện. Một ít khả năng tính ý niệm ở Tiêu Viêm trong óc bên trong hiện lên,
Bất quá tới gần lúc sau, Tiêu Viêm đó là phát hiện. Này đó ý niệm gần chỉ là chính hắn suy đoán mà thôi, tới gần lúc sau, Tiêu Viêm đó là phát hiện, này cây phía trên, thế nhưng có một chương thật lớn người mặt. Tiểu cầu kêu hai tiếng, đại thụ phía trên khuôn mặt bỗng nhiên chịu động một chút, tựa hồ còn ở ngủ mơ bên trong, lúc này bị này cầu tiếng kêu cấp sao tỉnh. Chết cầu, kêu to cái gì? Đại thụ khuôn mặt cư nhiên mở miệng, hơn nữa miệng phun nhân ngôn, từ từ mở mắt ra tới, đó là một đôi Tiêu Viêm chưa bao giờ nhìn thấy quá khuôn mặt, Tiêu Viêm cũng là hơi kinh hãi. Tiểu cầu tức khắc một trận sủa như điên, kia đại thụ vẻ mặt không kiên nhẫn, sau đó. Tiêu Viêm đó là thấy này tiểu cầu chạy tới này đại thụ dưới, bước ra nó chân, đối với đại thụ đi tiểu. Hơn nữa Tiêu Viêm cẩn thận lưu ý cái kia vị trí, tựa hồ không biết như vậy tuần hoàn bao nhiêu lần. Có khách nhân, đại thụ cũng không tức giận, đôi mắt nhìn về phía Tiêu Viêm. Mang theo ra người, này cổ hơi thở, có chút quen thuộc. Đại thụ lại là liếc mắt một cái đó là đem Tiêu Viêm nhìn thấu, Tiêu Viêm bỗng nhiên sửng sốt, thần sắc cảnh giác không ít. Tiểu cầu nôn nóng ở đại thụ dưới chạy tới chạy lui, tựa hồ nó muốn nói cho đại thụ, Tiêu Viêm thân phận. Ngươi nói, hắn là Tôn, Tôn thượng. Đại thụ gương mặt kia rất là sinh động, thoạt nhìn đều không phải là cái loại này khô khốc khuôn mặt, ngược lại, trên mặt tràn ngập chi tiết, thậm chí thoạt nhìn so chân nhân đều phải càng thêm chân thật. Tiểu cầu thực nghiêm túc gật đầu, Tiêu Viêm tại chỗ không rõ, nữ hoàng không phải đã nói chính mình không có khả năng bị nhìn thấu sao, vì sao này cầu lại là lập tức liền nhận ra hắn chân thật thân phận. Không có khả năng, Tôn thượng hơi thở ta nhận được. Hắn trên người chỉ là có Tôn thượng truyền thừa thôi, kẻ hèn một cái đấu thần, sao lại là Tôn thượng, ngươi mũi chó chỉ sợ là xảy ra vấn đề. Đại thụ cẩn thận đánh giá Tiêu Viêm một phen sau đó là lắc đầu. Lại là một trận Tiêu Viêm nghe không hiểu khuyền phệ, bất quá này đại thụ lại có thể minh bạch này tiểu cầu ý tứ, đại thụ bỗng nhiên minh bạch cái gì, ánh mắt trở nên ngưng trọng. Ngươi nghe được đến linh hồn của hắn, hắn thật là. Đại thụ trên mặt kinh ngạc chi sắc càng ngày càng nhiều, Tiêu Viêm cũng là đứng ở một bên ngây ra như phỗng, tựa hồ hiện tại còn chưa tới hắn lên tiếng thời điểm. Tôn thượng, đại thụ nhìn về phía Tiêu Viêm, bỗng nhiên la lớn, tiếng nói vừa dứt, đó là thấy này lớn tiếng khóc kêu lên. Tôn thượng, ngài cuối cùng là xuất hiện, ta chờ chính là nhớ ngươi muốn chết. Đại thụ nước mắt đại viên suy sút, kia tiểu cầu cũng là chạy đến Tiêu Viêm dưới chân thân mật vô cùng. Các ngươi, là Tôn thượng sủng vật sao? Tiêu Viêm cười khổ, nhìn này một cây một cầu, lâm vào rối rắm. Đúng vậy, chúng ta đều là ngươi đã từng thương yêu nhất sủng vật, ngươi dưỡng ta ngàn vạn năm, lại bỏ ta mà không màng. Ta chờ ở nơi này vẫn luôn chờ ngài. Đại thụ khóc chính là hoa lê dính hạt mưa, kia tiểu cầu cũng là ở Tiêu Viêm trên đùi cọ tới cọ đi. Các ngươi bị Tôn thượng phong ở chỗ này, muốn cho ta tha các ngươi đi. Tiêu Viêm hơi hơi nhướng mày, nhìn này cổ quái một cây một cầu, đó là đoán được một chút. Nghe vậy cầu cùng thụ đều là một đốn, có thể rõ ràng cảm giác được giải ra, tựa hồ không nghĩ tới Tiêu Viêm lập tức liền nói tới rồi bọn họ điểm tử thượng. Tôn thượng, ngài đều phong chúng ta lâu như vậy, ta tưởng biến thành người, ta tưởng phao muội tử. Ta tưởng tiểu tỷ tỷ. Đại thụ tựa hồ cũng không có rảo biện, nhận đồng Tiêu Viêm lời nói, kia dưới chân tiểu cầu cũng là một trận Tiêu Viêm nghe không hiểu. Tiêu Viêm nhún nhún vai, tiểu cầu lập tức làm đại thụ giúp hắn phiên dịch. Chết cầu nói, nó tưởng nói tiếng người, nó tưởng hồi minh giới, không nghĩ đãi ở chỗ này. Đại thụ thế này tiểu cầu phiên dịch. Kia Tôn thượng vì sao phải phong các ngươi tại đây? Tiêu Viêm mở miệng dò hỏi. Ngài là Tôn thượng, vì cái gì ngài chính mình không biết sao? Đại thụ sửng sốt, đó là nói không biết. Tiêu Viêm nhún nhún vai, ngay thẳng nói. Ngài ngã xuống phía trước đó là mang chúng ta tới đây, vẫn luôn phải đợi ngài xuất hiện. Chúng ta mới có thể rời đi nơi này, không có nguyên nhân, chúng ta đều thực ngoan, cũng không có phạm sai lầm, ngài khiến cho chúng ta đi ra ngoài đi bộ đi bộ đi. Đại thụ trong mắt lóe lệ quang, một bộ đáng thương hề hề bộ dáng, Tiêu Viêm cúi đầu xem này cầu. Thế nhưng cũng là hai mắt phiếm lệ quang nhìn nó, hai chỉ chân quấn lấy Tiêu Viêm chân, dùng sức cọ đầu. Các ngươi cũng biết, ta chỉ là Tôn thượng chuyển thế mà thôi. Lấy ta hiện tại thực lực, chỉ sợ cái gì đều làm không được. Cũng giúp không được các ngươi, bất quá ta cảm thấy các ngươi nhưng thật ra có thể giúp ta tới. Tiêu Viêm mặt lộ vẻ mỉm cười, Tôn thượng nếu đem chúng nó phong ấn tại nơi này, tất nhiên có hắn lý do cùng nguyên nhân, tuyệt đối sẽ không vô duyên vô cớ. Này cầu cũng là bày ra nó thực lực, một ngụm phun chết 4 sao đấu thần, bực này thực lực. Vô luận ở nơi nào đều sẽ nhắc lên một trận tinh phong huyết vũ, Tiêu Viêm không dám đại ý, cũng không dám đắc tội. Như vậy sao? Chúng ta đây khi nào mới có thể rời đi cái này địa phương quỷ quái? Đại thụ cùng cầu đều là nức nở một tiếng, cũng không có đối Tiêu Viêm tức giận hoặc là uy ngôn tương bức, chỉ là đều lộ ra một bộ thực mất mát bộ dáng. Có lẽ các ngươi giúp ta đem thực lực tăng lên đi lên, liền có thể giúp các ngươi tiếp xúc phong ấn. Tiêu Viêm cười hắc hắc, Tôn thượng lưu lại sủng vật đều cường đại dị thường, nếu là có thể trợ giúp hắn một vài, kia định là được lợi không ít. Đại thụ cùng cầu tử đều liếc nhau, cảm giác bị Tiêu Viêm kịch bản cảm giác, nhưng cẩn thận tưởng tượng, cũng giống như chỉ có phương pháp này. Kia Tôn thượng ngài muốn chúng ta như thế nào giúp ngươi? Đại thụ thỏa hiệp nói.
các ngươi có cái gì bản lĩnh, có thể làm ta biến cường là được. Tiêu Viêm cười nói, Đại Thụ suy tư một chút, đó là nghĩ tới một cái điểm tử. Ta biết Tôn Thượng kiếp trước cường hóa thân thể phương pháp, Tôn Thượng ngài lại đây, làm ta nhìn xem ngươi huyết mạch. Đại Thụ nói, Tiêu Viêm nghe vậy gật gật đầu, đối với này viên Đại Thụ cùng cầu Tiêu Viêm căn bản không cần lo lắng hoặc là kiêng kỵ. Bởi vì lấy chúng nó lực lượng, muốn giết chết hắn, kia quả thực là lại đơn giản bất quá sự tình. Tiêu Viêm tới gần, Đại Thụ run lên thân hình, đó là nhìn thấy một mảnh màu đen lá cây chậm rãi rơi xuống. Tiêu Viêm vươn tay tiếp được lá cây, sau đó lá cây ở Tiêu Viêm trong tay hòa tan, đó là biến mất không thấy. Tôn Thượng huyết mạch còn đơn bạc, tuy rằng có rất nhiều nhánh núi, như này đó huyết mạch cũng không tinh thuần, nếu là Tôn Thượng có thể tìm được tinh thuần huyết mạch, hoặc là một ít cường đại tồn tại thi thể, ta đều có thể trợ giúp Tôn Thượng chuyển hóa trở thành ngươi thân thể chi lực. Đại Thụ chậm rãi nói, Tiêu Viêm nghe vậy cả kinh, có thể đem mặt khác huyết mạch hóa thành thân thể chi lực, bực này năng lực quả thực quá mức nghịch thiên. Hơn nữa, Tôn Thượng tìm được tinh huyết, tỉ như một ít đặc biệt tinh huyết, tỉ như cái này địa ngục u minh khuyển tinh huyết, nó bản thân thân thể chi lực rất mạnh, nhưng đồng thời am hiểu ngọn lửa. Huyết mạch bên trong biên cũng có hỏa thuộc tính, nếu là dung nhập Tôn Thượng thân hình lúc sau, đó là đối ngọn lửa có kháng tính, tầm thường ngọn lửa đều không gây thương tổn Tôn Thượng. Đại Thụ nói, đem ánh mắt nhìn về phía u minh khuyển, những lời này đơn giản nói đến là tự cấp Tiêu Viêm giải thích, mà thực tế Đại Thụ ám chỉ làm này cầu tử tế dâng ra chính mình tinh huyết. Cầu không thể nhân ngôn, đó là một trận khuyển phệ. Ha ha, Tôn Thượng, chết cầu nói nó phi thường nguyện ý. Đại Thụ cười, tiếng nói vừa dứt, này cầu kêu lợi hại hơn, Tiêu Viêm hoàn toàn xem ra tới. Đại Thụ chính là ở khi dễ cầu tử không thể nói tiếng người, một giọt tinh huyết, đối bản thân thương tổn cực đại, há là nói cho liền cấp. Ta muốn hỏi một chút, nó vì sao không thể nói chuyện? Tiêu Viêm cười khổ nói. Cái này nha, nói ra thì rất dài, thật sự lời nói, cầu nếu có thể nhân ngôn, kia quả thực quá khó tiếp thu rồi, lúc trước nó đi theo Tôn Thượng ngài. Sau lại đi theo Minh Vương, mỗi ngày bước lải nhải, Minh Vương phiền, đó là làm nó từ đây lúc sau không thể nhân ngôn. Đại Thụ chậm rãi nói, sau đó tiểu cầu vẻ mặt đáng thương vô cùng nhìn Tiêu Viêm, tựa ở lấy lòng Tiêu Viêm, hy vọng Tiêu Viêm cũng có thể đem nhân ngôn cái này phong ấn cho hắn cởi bỏ. Đừng hy vọng ta, hiện tại ta, các ngươi ở trong mắt ta đều là xa xôi không thể với tới tồn tại, càng miễn bản Minh Vương phong ấn, ta nhưng không giải được. Tiêu Viêm nhún vai, cầu từ đó là rầm rì đi vào một bên, một trận nôn khan lúc sau, đó là thấy này trong miệng thốt ra một đoàn ngọn lửa. Ngọn lửa xoay quanh một vòng lúc sau, đó là dần dần bình ổn, hóa thành một giọt máu tươi huyền phù ở Tiêu Viêm trước mặt. Này cầu thật sự lấy ra chính mình một giọt tinh huyết. Này một giọt tinh huyết, cơ hồ cung cấp với muốn nó 1/10 lực lượng, đối nó thương tổn cực đại. Bất quá ai kêu ngươi là Tôn Thượng đâu, mặc dù chuyển thế, nó cũng như cũ nhận ngươi là chủ, thật là lệnh người cảm động. Đại Thụ nhìn cầu tử việc làm, đó là tâm sinh cảm động, Tiêu Viêm cũng là có chút động dung. Nó tuy rằng là một con chó, bất quá từ nó xem Tiêu Viêm trong ánh mắt, toàn bộ đều là trung thành, ở nó trong mắt lập lòe tinh quang. Cầu cả đời chỉ có một chủ nhân, vô luận nó cỡ nào cường đại, Tôn Thượng là nó chủ nhân, mặc dù luân hồi chuyển thế, nó cũng sẽ che chở. Bất quá chết cầu này tích tinh huyết, Tôn Thượng hiện giờ huyết mạch tạm thời còn vô pháp hấp thu, nó thuộc về địa ngục huyền. Huyết mạch bên trong tử khí quá mức nồng đậm, Tôn Thượng hiện giờ còn không có bất hủ chi lực, trong huyết mạch tử khí Tôn Thượng còn vô pháp thừa nhận. Cảm động rất nhiều, Đại Thụ chậm rãi nói, chết cầu nghe vậy đó là phẫn nộ lại là một trận sủa như điên. Xem ra tới, nay cầu ý tứ, chính là Đại Thụ ở trêu đùa với nó. Tâm ý ta lãnh, chờ ta có thể tiếp xúc ngươi phong ấn thời điểm, nhất định làm ngươi có thể miệng phun nhân ngôn. Tiêu Viêm cười nói, nhưng Tiêu Viêm giờ này khắc này lại không ngờ tới, đương hắn chân chính có thực lực cởi bỏ phong ấn thời điểm, gần chỉ là một ngày thời gian, hắn liền hối hận. Nhưng lúc này nghe được Tiêu Viêm hứa hẹn, cầu từ đó là vui vẻ tung tăng nhảy nhót, điên cuồng cấp Tiêu Viêm làm tập, phe phẩy cái đuôi, lấy lòng Tiêu Viêm. Tôn Thượng ta tên là Hắc Tang Thần Thụ, ngài cho ta lấy ngoại hiệu là đầu gỗ ngật đáp. Trừ bỏ có thể trợ giúp Tôn Thượng tăng lên thân thể chi lực ngoại, còn có thể tăng cường vũ khí. Bất quá hai người đều yêu cầu tiêu hao bất đồng tài liệu, thả còn sẽ có thất bại suất, đều không phải là nhất định thành công. Đại Thụ nói, Tiêu Viêm nghe thấy đầu gỗ ngật đáp thời điểm, đó là cười khổ một tiếng, ám đạo Tôn Thượng này đặt tên cũng hảo không có trình độ hàm lượng. Hay là tên của nó đã kêu chết cầu? Tiêu Viêm kinh ngạc nhìn cầu tử, nghe được Đại Thụ nhiều lần kêu nó vì chết cầu. Đúng vậy, chẳng qua nó cái này ngoại hiệu là Minh Vương cấp. Đại Thụ cười gật đầu. Hai người đều yêu cầu hao phí tài liệu. Tiêu Viêm trở lại chuyện chính, đối này hắn vẫn là thực cảm thấy hứng thú, này viên Đại Thụ năng lực không dung khinh thường. Có thể tăng lên thân thể chi lực hoặc là vũ khí, không thể nghi ngờ đều là ở tăng cường Tiêu Viêm sức chiến đấu. Không sai, bất quá đại bộ phận tài liệu đều là nguyên khí đan. Bởi vì cường hóa thân thể cùng vũ khí đều yêu cầu hao phí đại lượng nguyên khí. Mà nguyên khí cũng là lực lượng chi căn bản, cho nên nguyên khí đan rất quan trọng. Đại Thụ tiếp tục nói, Tiêu Viêm nhíu mày. Chẳng phải là ta mỗi lần đều yêu cầu tới nơi này. Tiêu Viêm suy tư lúc sau, đó là phát giác,
Vấn đề lớn nhất là lần nào đến đều loạn. Ma Lăng nói, cũng quá mức hao phí thời gian, mất nhiều hơn được. Tôn Thượng không cần lo lắng, nơi này có Tôn Thượng kiếp trước sở lưu sống ủng truyền tống trận. Tôn Thượng về sau có thể tùy thời đi vào nơi này, thả chỉ cần một ngày thời gian là được. Đại Thụ nói, Tiêu Viêm nghe vậy đó là cả kinh, đấu thần liên minh tới đây hao phí vài thập niên thời gian. Thế nhưng, có trận pháp có thể ngắn lại đến một ngày là có thể đến, quả thực không thể tưởng tượng. Đến đây thì cũng khép lại phần 6 tập 244 đấu phá thương khung. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn ở những video tiếp theo.